Tôi rất là vinh dự khi được có tên trong cái danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Bên cạnh cái niềm vinh dự đó thì tôi cũng ý thức được cái trách nhiệm nặng nề, bởi vì tuổi đang còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Tuy nhiên thì được giới thiệu thì tôi cũng sẽ cố gắng để xứng đáng với sự tín nhiệm và sự mong đợi của mọi người. Là một cán bộ đoàn chuyên trách thì thường xuyên tiếp xúc với các bạn đoàn viên thanh niên, thì tôi hiểu rõ cái sự khó khăn của các bạn đoàn viên trong vấn đề lập thân lập nghiệp. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 này thì tôi sẽ kiến nghị với chính phủ, Quốc hội cần tiếp tục hỗ trợ cho thanh niên về vốn, về khoa học kỹ thuật, giúp họ có cái kiến thức để áp dụng vào trong cái sản xuất, để tạo cái thu nhập, nâng cao cái đời sống và lập thân lập nghiệp ở địa phương. Là một người dân tộc thiểu số sinh ra ở vùng miền núi nghèo, tôi sẽ đem những trăn trở của mình để đề xuất tiếp tục đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tập trung vào hạ tầng cơ sở và quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội khác.